Xin chào các bạn đang đến với câu chuyện Toái Ngọc Đầu Trâu do Đam Mỹ Tường Truyện thực hiện. Tập 5. Đình Hán Bạch cảm thấy chắc đây gọi là nhân quả báo ứng. Anh khom lưng nhìn chăm chú nằm cái chữ nhỏ xíu kia. Bỏ nội dung qua một bên không nói, chữ viết thì cũng khá đẹp, viết xong khắc cũng rất tốt. Anh lấy tay sờ lên, những chỗ rết ngoặt, vết tích rất thâm hậu, đạo lực thì không nhỏ, cực kỳ mạnh mẽ. Đình Hán Bạch nhớ lại mâu thuẫn hôm qua, xác định chính là kỳ thần ngữ khắc, nhưng lại nghi hoặc, kỳ thần ngữ có thể khắc được một hàng chữ sắc sảo vậy sao? Dùng 10 ngón tay thậm chí còn chẳng có vết chai, cùng với lại cái cổ tay cua quảng đó sao? Anh mãi suy nghĩ chuyện này cho nên quên tra cứu câu này là mắng mình khi đi ăn điểm tâm rốt cuộc cũng chạm mặt kỳ thần ngữ. Sư đệ, anh xé cái bánh củi ra làm hai đưa cho đối phương một nửa. Thích thể xấu kim hả? Kỳ thần ngữ tiếp nhận điềm tĩnh nói. Thích, thanh tú. Đình Hán Bạch cảm thấy khá thú vị, cho dù là mắng người cũng phải lựa chọn chữ đẹp, rất chú ý đối với tính tình của anh. Ăn xong đi sớm, cặp sách treo trên tay trái, chuồng xe vang tận mấy mét, tay của Đinh Hán Bạch nâng lên một chút là có thể tóm được cành liễu rủ bên đường. Móng tay của anh bấm đứt một cành rồi cua cua ra phía sau. Kỳ thần ngữ không tránh được, huống hồ cành liễu còn phất lên người ngứa, vì vậy cậu ta tóm chặt một đầu để khỏi cho Đinh Hán Bạch kiếm chuyện. Tay trái của Đinh Hán Bạch siết tay lái, tay phải khéo léo túm túm không được, dứt khoát chơi trò ăn đậu. Trò ăn đậu là trò chơi mà con rắn càng ăn thì người nó càng dài ra. Dùng móng tay ngắt lấy cành liễu từng đốt, công kích đối phương một, càng ngày càng gần, bóng cỏ tới đầu ngón tay của kỳ thần ngữ. Rất nhanh mu bàn tay của Đinh Hán Bạch ăn một cái tát. Cành liễu rơi xuống cuốn vào lan hoa trong bánh xe, chịu đủ một trận trà đạp, sau khi rớt xuống lại bị gió hất lên, đầu hàng trước số mận. Trò đùa của Đinh Hán Bạch lần này là không có ý nghĩa gì, sau khi kết thúc còn tay hơn lúng túng, cúi đầu nhìn thấy chữ trên sàn ngang, cố ý cảm thán. Dùng lực mạnh như vậy, lúc khác chắc hận tôi lắm nhỉ? Kỳ thần ngữ không lên tiếng, từ khi ra khỏi cửa tới giờ, mỗi khi đi qua một con phố cậu đều yên lặng nhớ thật kỹ, ở ngã tư có cái gì dễ thấy cũng nhét hết vào trong đầu. Ở trong túi cậu chuẩn bị sẵn một cây bút, thỉnh thoảng lấy ra vẽ một đường lên bàn tay. Đến cổng trường trung học số 6 thì đã vẽ ra được một bản đồ to bằng bàn tay rồi. Sau khi Đình Hán Bạch chấm chân xuống, hở hứng cam kết. 6 giờ rưỡi tôi tan tầm, đúng 4:45 thì xe tới, cậu ở phòng học làm bài tập một lát rồi ra. Không ngờ kỳ thần ngữ đều cặp lên lưng nói, không cần, em đã nhớ đường rồi. Đinh Hán Bạch dường như không tin, xa thế mà nhớ rồi sao? Kỳ thần ngữ khá bình tĩnh, em biết anh không muốn đưa đón em, đây là lần cuối cùng, sau này em sẽ không làm phiền anh nữa. Trước kia cậu đúng là muốn như vậy, mau chóng nhớ kỹ đường, vậy sẽ không làm phiền đối phương nữa. Nếu như tối hôm qua Đinh Hán Bạch không quên đón cậu, thì tối hôm qua cậu đã có thể nhớ được đường rồi. Đình Hán Bạch hình như không phản ứng lại, nắm chặt tay lái im lặng chốc lát, sau đó không nói gì liền quay đầu đi. Đình Hán Bạch đi làm, phàm là nhìn thấy cái chặn đường liền nhấn chuông rất mạnh, ý như là giống như đang làm anh hùng theo đuổi mỹ nhân. Lúc đến cục văn vật, văn phòng vẫn chưa có người, anh lẻ loi ngồi ở bàn mình, nhìn chằm chằm vết màu xanh nhạt trên móng tay mà ngẩn ngơ. Không cần phải đưa đón kỳ thần ngữ nữa, đây quả thật là chuyện đáng mừng, nhưng anh lại nằm ở thế bị động, cảm giác như bị ruồng bỏ, cũng không đúng lắm, là như bị kỳ thần ngữ sa thải vậy. Kỳ thần ngữ còn khắc lên xe đạp tên khốn khiếp vô lại, cái này cũng tính là món nợ. Đình Hán Bạch lần đầu tiên trong đời uất ức như vậy, mất công tối qua anh còn thấy lương tâm áy náy ngủ không yên, cái đống hiện vật hỏng hóc cũng chẳng còn mấy thưởng thức nữa. Chó má thật, anh chửi thề, giọng không rõ ràng buồn bực muốn điên, sau đó liền cao giọng như vừa dậy sóng. Bố đích khẩu hạ nữa, xem cậu thì cuối kỳ bao nhiêu điểm. Thật ra ngoài trừ Đinh Hán Bạch, những người khác trong nhà cũng muốn chờ xem.
Tuy anh em họ đã định nghề trước, nhưng học tập cũng tính là lệ, chỉ có Khương Đình Ân ham chơi nên hơi kém một chút. Kỷ Thần Ngữ vẫn không biết là thành tích của mình được nhiều hay là ít, rồi việc bao nhiêu người để ý như vậy. Cậu không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, chỉ cố gắng học tập. Huống hồ cậu cũng không định kết giao bạn bè. Cuối kỳ bầu không khí cũng khá căng thẳng, một mình yên tĩnh cả một ngày chẳng hé răng. Sau khi tan học, lớp trưởng bỗng nhiên tới chỗ cậu. Tuần sau trước kỳ thi cậu dọn vệ sinh nhé. Kỷ Thần Ngữ nhận lời, hôm nay cậu cũng ở lại dọn vệ sinh, để tới lúc đó không bị luống cuống. Cậu hỗ trợ quét sàn, xong xuôi thì trường học đã không còn bao nhiêu người. Cổng trường tất nhiên cũng không có bóng dáng Đinh Hán Bạch. Cậu cũng không cần chờ, đối phương cũng không cần ngại phiền phức. Kỷ Thần Ngữ dọc đường đi về, đứng ở trạm xe buýt ngửa đầu nhìn trạm dừng, vừa vặn một chiếc đi tới. Cậu nói nơi muốn tới, quả là xa thật. Cậu ngồi ở chỗ phía trống cuối xe, rồi xe xuống dưới trạm Chỉ Vương, còn phải tiếp tục đi bộ mấy trăm mét. Cây liễu phất phơ trong gió, Kỷ Thần Ngữ nhảy lên tóm chặt một đoạn rồi ngắt đứt, bỏ cành liễu ở đó rồi đi. Đây là lần đầu tiên từ sau khi rời Dương Châu, cậu cảm thấy mình tùy tiện, đi qua bên trái lại lắc lư qua phải, đá cục đá một cái rồi lại hát vài câu. Không có người lớn nhìn thấy, không có nhóm sư ca ghét cậu chế nhạo, chỉ có ánh hoàng hôn ở phía cuối chân trời. Sư phụ ơi, Kỷ Thần Ngữ nhỏ giọng thì thầm, lão khỉ ơi, bỗng nhiên con nhớ không nổi dáng dấp của thầy ra sao rồi. Cậu chạy bước nhỏ, thầy phù hộ sư máu là được rồi, không cần nhớ tới con đâu. Cách nhà chừng hơn chục mét, Đinh Hán Bạch đẩy xe đạp đi thong thả, nhìn thấy Kỷ Thần Ngữ đã biến mất ở chỗ ngoặt. Anh lấy lý do đến sớm nên về sớm một chút. Lúc Kỷ Thần Ngữ từ trường học đi ra, anh đã uống được 3 chai nước ngọt ở quầy bán đồ ăn vặt, cố sức đạp cùng với xe buýt chờ Kỷ Thần Ngữ xuống xe, anh mới lấy hơi. Anh vừa bận tâm thằng nhóc Nam Man sẽ bị lạc, lại không vui khi đã bị sa thải, nên đành phải yên lặng đi theo suốt một đường. Nhưng nhìn bóng lưng hoạt bát của Kỷ Thần Ngữ làm anh náo nề, ý gì vậy chứ? Không cần phải gặp anh đắc ý vậy sao? Đinh Hán Bạch sau khi về nhà thì mặt chiều ủ, cơm tối cũng không ăn, bày ra đống hiện vật ngồi nghiên cứu, vở đặt trong tay, bút ký giám định viết đầy 3 trang. Anh cũng không phát hiện áo sơ mi trắng dính bụi bẩn. Lúc Kỷ Thần Ngữ tiến vào tiểu viện còn sững sờ, cậu biết Đinh Hán Bạch không hứng thú với mấy thứ đồng nát, không nhìn được tới gần quan sát, lại không nhìn được hỏi, sư ca, những thứ này là gì vậy? Đinh Hán Bạch cầm lên một mảnh vỡ, mắt điếc tai ngơ, trong mắt chỉ có hiện vật phiêu bạt trăm năm, không có người sống sinh động trước mắt. Kỷ Thần Ngữ không xác định hỏi, giống như di vật văn hóa vớt từ dưới biển lên vậy, là thật hay là nhân tạo vậy ạ? Đinh Hán Bạch lần này mới chịu ngẩng mắt lên. Cậu cũng biết là di vật văn hóa hả? Kỷ Thần Ngữ nói, em từng xem trong sách, chính là quyển Như Núi Như Biển kia. Không đề cập tới thì thôi, Đinh Hán Bạch không được mượn sách, nhắc tới thì đã bực bội, gom hết đồ trở về phòng sách. Kỷ Thần Ngữ còn chưa xem đủ, đi tới cửa sổ phòng sách ngó đầu xem, ánh mắt cũng nhìn chằm chằm đống đồng nát kia. Cậu nghĩ Đinh Hán Bạch thích di vật cổ sao? Cũng đúng, công tử bột phá tiền thì còn thích gì được nữa. Cậu lại nghĩ Đinh Hán Bạch mua bút thành văn như thế thì đang viết cái gì? Chẳng lẽ có thể nhìn ra đặc tính của chúng sao? Kỷ Thần Ngữ nghiêng đầu, ánh mắt cũng trách đi, chuyển qua những khớp xương. Rõ ràng trên bàn tay của Đinh Hán Bạch, cái kia rất có sức mạnh. Nắm cán mút lầy động một chút đã viết đầy hết một trang. Màu xanh của tơ máu trên mu bàn tay rất có sức sống, đan xen vào nhau, lộ ra nhiệt huyết. Đinh Hán Bạch từng nắm cổ tay của cậu, cũng nắm bàn tay của cậu rồi. Phút chốc cậu bỗng nhớ tới những điều này. Cán bút ngừng chuyển động, Đinh Hán Bạch đặt bút xuống, cầm lấy một mảnh đáy bát, cố gắng chùi đi lớp vôi để nhìn phần lạc khoản. Lạc khoản là phần đề tên ký hiệu. Kết quả làm bẩn tay. Kỷ Thần Ngữ thấy đối phương nhíu mày lại, sống mũi cao như ngọn núi cũng nhếch lên. Cậu nghĩ tên này cũng không dễ trêu chọc, rất anh tuấn nhưng cũng không kém phần cay nghiệt. Cậu yên lặng nhìn một hồi lâu,
Hiện vật thì không nhìn được bao nhiêu, ngược lại dò xét hết từ tay tới mặt của Đinh Hán Bạch một lần, rốt cuộc cũng về phòng bật đèn và làm bài tập. Hai người cách một bức tường, mỗi người đều tựa vào bàn. Hơn 10 giờ tiền viện tắt đèn, 11 giờ đông viện cũng tối thui, chỉ có tiểu viện của bọn họ vẫn còn sáng bừng. Hừng đông vừa tới, tiếng máy móc của đồng hồ Tây Dương chưa sửa xong đã vang lên, rẹt rẹt vài tiếng thì liền im bặt. Kỳ Thần Ngữ khép sách lại, lấy ra một khối ngọc trơn nhẫn, vừa vẽ vừa học thuộc bài. Học xong thì kết thúc công việc, lần sau lại làm. Lúc cậu đi tắm nhìn thấy phòng sách vẫn sáng đèn, tắm xong đi ra thì đèn tắt, Đinh Hán Bạch vậy mà ngồi ở ngoài hiên. Cậu đi tới hỏi, sư ca, anh ngồi đây làm gì? Đinh Hán Bạch ngáp một cái, còn làm gì nữa, chờ đi rửa mặt. Trên áo sơ mi của đối phương toàn là bụi bẩn, không chừng còn có xác vi trùng. Kỳ Thần Ngữ cũng không biết đống di vật cổ kia có sinh vật gì dơ bẩn, tóm lại là không sạch sẽ. Cậu mở lời dặn dò, phải anh cởi quần áo đừng bỏ vào sọt. Đinh Hán Bạch nghe được thì ghét bỏ, không bỏ vào đó thì bỏ vào đâu, lát nữa tôi ném lên giường cậu hả? Nói xong vài ba câu đối thoại không mặn không nhạt, Kỳ Thần Ngữ về phòng ngủ. Từ khi Kỳ Phương Hứa mắc bệnh, cậu chưa từng có một giấc ngủ ngon. Dù có mệt mỏi cỡ nào, chung quy phải nhắm mắt rất lâu mới có thể ngủ được. Nằm thẳng nửa ngày cũng không vào mộng đẹp, mà bụng đã gióng trống trước rồi. Kỳ Thần Ngữ dậy ăn bánh quy bơ, một tay nâng hứng vụn bánh không lãng phí một chút nào. Bóng người từ xa đến gần rồi ngừng ở ngoài cửa, giơ tay đẩy một cái. Từ bóng người thành thật, Đinh Hán Bạch nghiêm túc bước vào, không coi mình là người ngoài. Đói muốn chết, cho tôi một cái coi. Anh không ăn cơm tối, lần đã muốn dán vào bụng, không đợi Kỳ Thần Ngữ đồng ý liền cầm một cái lên. Dở quá, miệng vừa cắn xong liền bỏ xuống. Có thể chết đói nhưng không thể chà đạp cái miệng và dạ dày của mình. Ỉu quá, hết xốp rồi. Kỳ Thuần Ngữ gấp gáp nói, đây là gì cho em? Cho nên cậu phải ăn tiết kiệm, không thể ăn nửa cái lãng phí quá. Đinh Hán Bạch không hiểu ra sao, hiểu lầm nói, cho cậu hộp bánh quy bơ là cậu không nỡ ăn sao? Nói thế nào thì đồ ăn vặt ở Dương Châu cũng nhiều lắm mà, đừng có như hai lúa thế. Anh nhớ ra đối phương là con riêng, còn bị vợ của Kỳ Phương Hứa ghét cay ghét đắng, chắc cậu cũng chưa từng được ăn cái gì ngon. Kỳ Thần Ngữ vừa nghe lập tức hỏi, hồi tối sư mẫu mua gà hầm cửu màu chay, đó là món ngon phải không ạ? À? Đinh Hán Bạch nói, danh tiếng trăm năm đấy, luôn luôn cải thiện, đương nhiên là đồ ngon rồi. Kỳ Thần Ngữ phủi tay, em còn nghĩ là anh được ăn gì ngon lắm, hóa ra cũng chỉ vậy thôi. 2 phút sau, nhà bếp tiền viện sáng đèn, Đinh Hán Bạch và Kỳ Thần Ngữ không ai phục ai, còn muốn phân tài cao thấp. Kỳ Thần Ngữ không dám lên tiếng, sợ cùng với Đinh Hán Bạch đánh thức mọi người. Cậu đẩy Đinh Hán Bạch qua một bên, quay người lấy từ trong tủ lạnh ra nửa con gà hầm còn lại. Đinh Hán Bạch hỏi, có làm gì vậy? Kỳ Thần Ngữ không trả lời, móc hết sạch sẽ cái túi vải bố đựng hương liệu ra, sau đó nhét gà vào, lại thêm một muỗng tiêu xanh cay xè, bỏ túi vào nước, sau khi nước sôi thì bỏ mì vào, mì chín lại cho vào một bó cải thìa. Một bát mì gà hoàn thành, Đinh Hán Bạch ngẩn ngơ nhìn làn hơi nóng, sau khi gắp một đũa cho vào miệng thì ánh mắt hiền hòa ngay, không đầu không muối, không dựa vào mùi vị gà hầm, còn có mùi hành và tiêu, anh lập tức ăn ngấu nghiến, không phải kiềm lời khen mà thực sự là không còn để ý gì nữa. Kỳ Thần Ngữ lấy hết gà và gia vị trong túi ra. Gà hầm có sẵn nhưng mùi vị chỉ hơi nhạt một chút thôi, thịt gà luộc lâu cũng không bở. Đinh Hán Bạch đói bụng, sức lực cũng giảm bớt, vậy thì vứt đi. Kỳ Thần Ngữ ném túi vào thùng rác, xoay mặt nhìn vào mắt của Đinh Hán Bạch, bỗng nhiên cũng lười phân cao thấp. Sư ca, cậu chỉ chằm chằm vào miếng bát, em cũng đói bụng. Đinh Hán Bạch miến cứng gắp lên cọng rau cải mềm, há mồm. Trong miệng nóng lên, Kỳ Thần Ngữ thỏa mãn híp mắt. Khi mở mắt ra thì Đinh Hán Bạch đã ăn hết cả mì lẫn nước. Đêm đã khuya bụng no tới mức qua luôn cơn buồn ngủ, Đinh Hán Bạch nói, ngồi xe buýt thì phải dậy sớm một chút. Kỳ Thần Ngữ cũng biết, Đinh Hán Bạch còn nói,
Vậy cậu có dậy nổi không? Kỳ thần ngư cũng không biết. Đình hán bạch còn nói, hay là tôi chở cậu? Ai cũng không ngờ thành tích thi cuối kỳ của kỳ thần ngư lại vô cùng xuất sắc. Thành tích của mấy anh em nhà họ Đinh cũng không tệ, nhưng trong nhà chẳng hề tính coi trọng học tập. Đinh Duyên Thọ cũng đã sớm nói, điêu khắc ngọc mới là nghề chính, những cái khác đều là nghề phụ. Sở dĩ không dự liệu được cũng bởi vì kỳ thần ngư lúc thường không nói năng gì, vui đùa cười giỡn hay là thâm trầm nghiêm túc cũng hiếm thấy. Khi ở trước mặt mọi người thì hoàn toàn yên tĩnh, ở đằng sau thì lại là yên tĩnh hơn. Ngoài trừ Đinh Hán Bạch chưa có ai tiếp cận tới sinh hoạt hàng ngày của kỳ thần ngư, nhưng mà dù Đinh Hán Bạch ở gần cũng chẳng hề chú ý nhất cử nhất động của kỳ thần ngư. Anh chỉ biết cậu ta ngủ rất trễ, ngày nào cũng bật đèn mà không biết làm gì. Dù có đoán được là học bài cũng không nghĩ cậu biết học. Trước đêm đó anh bị bát mì gà của kỳ thần ngư làm cho lòng dạ yếu mềm, đầu óc nóng lên đưa ra đề nghị tiếp tục đưa đón đối phương. Không biết làm sao anh thực sự không phải kiểu hay hầu hạ người khác, đưa đón mấy lần rồi lại bữa được bữa cái. May mà được nghỉ hè, hai người đều được giải thoát. Phòng cơ khí đóng cửa, kỳ thần ngư rốt cuộc cũng có thể tỉ mỉ quan sát một lần. Đinh Khả Du và Đinh Nhí Hòa lau chùi máy móc, chọn lựa cây dao cần dùng. Mấy phút sau Đinh Duyên Thọ cũng đến, một thầy ba trò chuẩn bị lên lớp. Máy điều hòa không mở, một phòng đầy đá quý cũng đủ mát mẻ. Giọng của Đinh Khả Du như muối rồi. Anh ơi, chúng ta học cùng với nó hả? Nó, chỉ kỳ thần ngữ. Đinh Nhĩ Hòa nhìn Đinh Duyên Thọ một cái không trả lời. Ba đứa lại đây. Đinh Duyên Thọ rửa sạch tay mở miệng. Mấy món đồ nhỏ dễ bọc, đứa nào mà khó tin tưởng. Mấy đứa đều biết kỹ thuật nhưng bản thân cũng phải không ngừng rèn giũa. Cái không ngừng này không phải là một tháng, cũng không phải là một năm hay nửa năm, mà là cả đời. Đinh Duyên Thọ dừng một chút bảo, thần ngữ, Phương Hứa có nói với con điều này chưa? Kỳ thần ngữ trả lời, sư phụ nói nghề này không có đỉnh điểm, nghề này cũng không bao giờ thấy đủ, phải luyện tập cả đời. Thật ra cái nghề nào cũng giống nhau. Trước mặt Đinh Duyên Thọ một khối tinh thể thạch anh hồng chưa từng được động tới, lộ ra khí hình quang màu hồng, làm mát nhiệt độ ngày hè nóng bức. Ông nói, những món đồ cỡ chung ta không vé mà trực tiếp đi giao, xem phong cách đi giao như thế nào. Trước khi vé phải thiết kế, phải suy nghĩ, phải căn cứ vào màu sắc ánh sáng của vật liệu mà cân nhắc. Cơ bản không ai dám trực tiếp đi giao ngay. Đinh Duyên Thọ lại không cân nhắc gì, cứ nắm chặt dao dừng dừng bên một nhát, xoay khối tinh thể qua lại, rồi bèn thêm một nhát nữa, tổng cộng 4 nhát, mảnh vụn tung tóe, vết tích thâm hậu, nhát nào cũng chẳng kém như là đang phá đồ. Đinh Duyên Thọ lúc này nói, phần lớn vật liệu thiên nhiên đều loang lổ có tỉ vết, khối tinh thể này là cực phẩm sư ca các con kiếm về, nhưng ta muốn ra đề cho các con, cho nên mới phá một chút. Đúng là phá thật. Tim của Đinh Khả Du thắt lại, không dám nghĩ khi Đinh Hán Bạch trở về sẽ nổi trận lôi đình ra làm sao. Đinh Nhí Hòa hỏi, bác cả, cái khối này có cần cắt ra không ạ? Không cắt, Đinh Duyên Thọ nói, dù sao cũng là một khối hoàn chỉnh, nhìn rồi làm. Sau khi tết học kết thúc của Đinh Duyên Thọ, dẫn kỷ thuần ngữ tới Ngọc Tiêu Ký, Đinh Khả Du và Đinh Nhí Hòa dọn dẹp, hai anh em họ làm chậm rãi. Mấy mảnh vụn còn nóng lòng muốn tụ hợp cùng nhau. Anh, cái này làm sao mà khắc đây? Đinh Khả Dũ hỏi, không cắt ra thì khắc kiểu gì, chen chung một cục chẳng ra ngô ra khoai gì. Đinh Nhí Hòa nói, là muốn bảo chúng ta hợp tác với kỷ thần ngữ đấy. Đinh Khả Dũ cũng không vui, cái trình độ của nó mà hợp với trả tác. Dọn dẹp xong, dù sao kỷ thần ngữ cũng đi rồi, thiếu một người không có cách nào bàn bạc. Lại lo lắng Đinh Hán Bạch trở về sẽ phát rồ đánh người. Đinh Khả Dũ cũng như Đinh Dĩ Hòa cũng án bình bất động. Kỳ thần ngư đã tới được Ngọc Tiêu Ký, cùng nhân viên của Đinh Diên Thọ kiểm tra phân loại, sàng lọc lô hàng lần cuối cùng chuẩn bị đem lên cửa hàng.
Thuần ngữ, thích đi học không? Con thích đọc sách hơn, sao về sư phụ? À, không có gì, thuận miệng hỏi thôi. Đình Duyên Thọ không ngờ thành tích của Kỳ Thuần ngữ lại có tốt như vậy. Ông cũng biết Kỳ Phương Hứa từ lâu đã chuyển trọng tâm sang nghề đồ cổ, cho nên không chắc chắn Kỳ Thần ngữ còn bao nhiêu quyết tâm và hứng thú với nghề chính. Kỳ Thần ngữ người như cũng như tên, rất cẩn thận lời nói. Sư phụ, có phải việc học tập của con làm lỡ chuyện gì không ạ? Hỏi xong lập tức giải thích, bởi vì con muốn thi thật tốt, thầy nhận nuôi con không có duyên cớ gì, con mong muốn cho thầy và con đều nở mày nở mặt. Đình Duyên Thọ thì cười to, đừng lo lắng, thầy chỉ muốn biết con thích gì hơn thôi, thích cái gì sư phụ đều chiều hết. Kỳ Thần ngữ trái lại thì càng lo sợ, cậu cũng không phải là đa nghi, chỉ là không ngờ cho nên hoảng hốt. Đình Duyên Thọ nào có nghĩa vụ phải chăm sóc cậu, cơm ăn áo mặc cả đời, làm gì cũng phải tốn tiền, nếu như cậu có lòng, phải cúc cung tận tụy giúp đỡ cho Ngọc Tiêu Ký. Nhưng Đình Duyên Thọ lại hỏi cậu thích gì hơn, ông không hạn chế sự lựa chọn của cậu. Kỳ Phương Hứa còn chưa từng nói với cậu như vậy. Kỳ Thần ngữ tới tận đêm khuya về nhà, cũng ấp ủ tâm sự, trở lại tiểu viện cũng không vào phòng. Ngồi ở trên hiên tựa vào lan can ngẩn người, tới khi Đinh Hán Bạch cao to đi tới, cậu cũng không chú ý. Đinh Hán Bạch giành lấy kem của Khương Thải Vi, thấy Kỳ Thần ngữ ngẩn ngơ, liền áp hộp kem lạnh lẽo lên gáy của Kỳ Thần ngữ, giúp đối phương nhanh chóng hoàn hồn. Anh ngồi xuống một bên. Thì đứng hạng nhất mà còn không vui hả? Kỳ Thần ngữ quay đầu lại, được Đinh Hán Bạch khen thẳng thừng, tính tới tính lui, thấy anh quen thuộc nhất, vì vậy nói chuyện Đinh Xuyên Thọ nói cho mình, cho Đinh Hán Bạch nghe. Đinh Hán Bạch nghe xong thì tiếp tục ăn, mắt cũng không nhấc lên, lông mày cũng không chếch. Cảm động hả? Kỳ Thần ngữ gật gật đầu. Đinh Hán Bạch nói, dù sư phụ Kỳ và ba tôi tình cảm như tay với chân, dù có mặc chung một cái quần thì cũng không phải là anh em ruột, vậy nên cậu cũng không phải là người nhà của chúng tôi. Nói thì thật khó nghe, vậy nên bình thường chẳng ai nói. Kỳ Thần ngữ muốn bịt miệng Đinh Hán Bạch lại. Đừng hiểu lầm, Đinh Hán Bạch tiếp tục, phần chia thân sơ không phải là nói tình cảm là giả, mà là ba tôi có thể thương cậu như con ruột, có thể cho cậu ăn cơm áo mặc cả đời, nhưng ông ấy không thể đánh chửi giáo huấn cậu như con ruột được, không thể tạo thêm cho cậu những trách nhiệm mà con ruột lên gánh vác. Kỳ Thần ngữ dường như đã hiểu, xoay mặt nhìn Đinh Hán Bạch. Người con ruột của Đinh Hán Bạch ăn kem xong, vui vẻ dựa vào lan can như đang nói chuyện vặt vánh. Ba tôi chưa từng hỏi tôi thích gì hơn. Tôi thích cái gì cũng được, nhưng không thể vượt qua nghề chính. Dù có vượt qua cả đời này của tôi cũng phải đặt nghề chính lên hàng đầu mà phấn đấu. Anh cũng xoay mặt nhìn Kỳ Thần ngữ. Tôi họ Đinh, đây là trách nhiệm của tôi. Thank you.